Ban quản lý dự án 7 cho biết, tại công trường cầu Mỹ Thuận 2, lực lượng thi công đã hoàn tất đổ bê tông cọc thượng số 11 của trụ tháp T16 phía bờ Vĩnh Long. Đây là một trong hai trụ tháp chính của cầu Mỹ Thuận 2. Sau khi đã thay đổi phương pháp thi công, đến nay tiến độ thi công của các cọc của hai trụ chính đang bám theo kế hoạch đề ra. Gói thầu XL03A thi công cọc bệ trụ của hai trụ neo T14, T17 và hai trụ dây văng chính T15, T16 đến nay đã thi công được 4/60 cọc khoan nhồi, hai cọc thí nghiệm tại các trụ neo, một cọc thí nghiệm tại trụ tháp T16 và một cọc đại trà tại trụ neo T14. Dự kiến toàn bộ cọc hoàn thành trước ngày 17 tháng 10 năm 2021. Sau đó các nhà thầu sẽ thi công bệ trụ hoàn thành vào cuối năm 2021 để thi công phần trên của hai trụ chính. Cầu Mỹ Thuận 2 có 5 gói thầu xây lắp, hiện đã triển khai 4 gói thầu tại công trường. Còn lại một gói thầu CVK3B trụ tháp dầm dây văng đang trong quá trình thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu để chuẩn bị tổ chức thi công. Trong 4 gói thầu đang triển khai thi công, gói thầu XL01 đạt sản lượng 47,5%, gói thầu XL02 đạt 26,8%, gói thầu XL04 đạt 32,1%, đạt tiến độ yêu cầu. Riêng gói thầu XL03A mới đạt 6,9%. Tiến độ chậm do việc thi công cọc thử tại trụ T15, T16 gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhà thầu cam kết vẫn đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo hợp đồng vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông cho biết, đến nay, dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn cầu Mỹ Thuận 2, Ban Quản lý dự án 7 làm đại diện chủ đầu tư, đã được chính quyền địa phương bàn giao mặt bằng đạt 5,94 km, đạt 98,8%. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài 6,61 km trên địa phận hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Dự án thực hiện theo hình thức đầu tư công, tổng mức đầu tư 5.003 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 3.389,6 tỷ đồng. Phần cầu chính cầu Mỹ Thuận 2 dài 1.906 km, đầu tư hoàn chỉnh với 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, bề rộng mặt cầu 25m, nhịp chính kết cấu dây văng dài 650m, nhịp dẫn kết cấu dầm Spiti và dầm hộp đúc hẳn cân bằng dài 1.276 m. Dự án cầu Mỹ Thuận khởi công vào cuối tháng 2 năm 2020, dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác thi công trong năm 2023.